mùa đông giá rét, cây cối trơ cành sẽ qua đi, nhường bước cho mùa xuân với sức sống mãnh liệt, làm biến đổi cả đất trời. Và đến lúc mùa xuân cũng trôi qua, mùa hạ nồng nàn kéo đến. Cũng như quy luật của thiên nhiên, con người sinh ra, lớn lên và già đi, rồi một ngày kia trở về với cõi vĩnh hằng. Xuân của thiên nhiên qua đi, rồi trở lại, nhưng tuổi trẻ của mỗi người chỉ có một lần. Tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất, khỏe nhất và tươi sáng nhất của mỗi con người. Vì thế tuổi trẻ thật quý giá. Hơn nữa, tuổi trẻ còn là mùa xuân, niềm tin và hy vọng của đất nước. Chính vì vậy, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng cả nước nhân mùa xuân năm 1946, Tết mở đầu cho một nước Việt Nam độc lập, Bác Hồ viết: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội." Câu nói ngắn gọn nhưng đẹp như một lời thơ ca ngợi tuổi trẻ của xã hội, đất nước. Một sớm kia thức dậy, nghe tiếng chim hót véo von, cành mận ngoài vườn lung linh hoa trắng, dưới làn mưa bụi đang bay, ta chợt thốt lên: "Ôi mùa xuân!" Mùa xuân, xét theo thời gian, là mùa mở đầu cho một năm. Xuân về trăm hoa đua nở, khí hậu ấm áp, cây cối đâm chồi. Vì vậy mùa xuân gợi lên cho ta ý niệm về sức sống, hy vọng, niềm vui và hạnh phúc. Riêng đối với dân tộc Việt Nam, xuân còn gợi lại những chiến công oanh liệt của cha ông, khơi dậy trong lòng niềm tự hào sâu sắc. Làm sao quên được mùa xuân năm 1077, Lý Thường Kiệt đánh tan 4 vạn quân Tống xâm lược. Mùa xuân năm 1428, đưa đất nước thoát khỏi sự đô hộ của giặc Minh. Chúng ta cùng hòa mình vào không khí hào hùng, tưng bừng của mùa xuân năm 1789. Khi đó, người anh hùng áo vải Quang Trung đại phá hơn 20 vạn quân Thanh. Ta hãy cùng sống lại mùa xuân năm 1975 với niềm tự hào, sung sướng. Mùa xuân của độc lập tự do, mùa xuân của thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà. Tuổi trẻ của đời người dường như thống nhất với mùa xuân của thiên nhiên, cũng gợi lên ý niệm về sức sống, niềm vui tương lai và hạnh phúc tràn đầy. Ở tuổi 20 đầy nhiệt huyết, lòng hăm hở, vui sướng bước vào đời, dù biết mình đang bị tù đày và có thể chết, Tố Hữu vẫn say sưa với tuổi xuân của mình. 20 tuổi, tim đang rào rạt máu. 20 tuổi, hồn quay trong gió bão. Gân đang săn và thớ thịt căng ra. Đời mặn nồng, hứa hẹn biết bao hoa. Tuổi trẻ là tuổi phát triển rực rỡ nhất về thể chất, tài năng, trí tuệ. Bao giờ cũng muốn vươn lên cái đẹp nhất, hay nhất, tiên tiến nhất, cao thượng nhất. Tuổi trẻ là tuổi hăng hái, sôi nổi, giàu nhiệt huyết, giàu trí tiến thủ, có thể vượt qua khó khăn, gian khổ để đạt được mục đích và ước mơ. Bác Hồ kính yêu của chúng ta, từ ngày còn rất trẻ, đã ôm ấp trong lòng một hoài bão và ước vọng lớn lao, tìm đường cứu nước. Chàng trai Nguyễn Tất Thành đã vượt qua biển cả, gió rét, thành Paris, London, để cuối cùng tìm được con đường cách mạng và giải phóng dân tộc Việt Nam. Học tập gương Bác, hiện nay rất nhiều thanh niên đang cố gắng vươn lên bằng lòng quyết tâm và nghị lực mãnh liệt, vượt qua những khó khăn thực tại của đất nước, tự tạo cho mình một tương lai tươi sáng và góp phần xây dựng quê hương đất nước. Tuổi trẻ của mỗi người cùng góp lại sẽ tạo thành mùa xuân của xã hội. Thế hệ trẻ là sức sống, niềm hy vọng
và tương lai của đất nước. Ngược dòng thời gian, ta nhớ đến tuổi trẻ cuột khởi của cậu bé Thánh Gióng đã đánh tan giặc Ân từ thời vua Hùng dựng nước. Tuổi trẻ Đinh Bộ Lĩnh với cờ lau dẹp tan 12 sứ quân, đem lại sự thống nhất đất nước. Tuổi trẻ trung dũng của Trần Quốc Toản với lá cờ thêu 6 chữ vàng đã làm cho giặc Nguyên Mông kinh hồn bạt vía. Tuổi trẻ của anh nhỏ Kim Đồng, của ngọn đuốc sáng Lê Văn Tám, của người con gái đất đỏ Võ Thị Sáu đã làm cho giặc phải cúi đầu kính phục. Tuổi trẻ của bao anh hùng liệt sĩ đổ xương máu để tô thắm lá cờ Việt Nam. Sức mạnh thanh niên là sức mạnh của dân tộc. Chính sức mạnh đó góp phần tạo nên cuộc sống mới, xã hội mới và tương lai mới cho đất nước. Ngày nay, tuổi trẻ có sự đóng góp rất lớn, là lực lượng đi đầu trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội văn minh. Thanh niên hôm nay là những người rất xứng đáng với cha anh đi trước, những người lính trẻ nơi hải đảo xa xôi đang ngày đêm canh giữ biển trời đất mẹ Việt Nam. Trái tim họ vẫn ngân vang bản tình ca, dệt nên những bản nhạc tuyệt vời, và chính cuộc đời họ là những bài ca mùa xuân đất nước. Chúng ta tự hào biết bao, tuổi trẻ Việt Nam. Đất nước, xã hội đặt niềm tin vào thanh niên. Vậy thanh niên phải làm gì để xứng đáng với niềm tin ấy? Bạn nghĩ cần phải làm gì thật to lớn ư? Không đâu, bạn hãy làm tốt những công việc bình thường. Hãy cố gắng học tập và tu dưỡng đạo đức của chính mình. Trong học tập và lao động, cần không ngừng sáng tạo để cống hiến nhiều nhất cho xã hội, cho đất nước. Thanh niên hôm nay cần sống có mục đích, có lý tưởng cao cả. Lý tưởng ấy phải ở suy nghĩ, lời nói và những hành động cụ thể. Thanh niên sống không có lý tưởng, cũng như con thuyền không có bến, như con sóng bạc giữa biển khơi, như lá xanh không có nhựa sống, như con ngựa không có người cầm cương, rồi sẽ không biết đi đâu về đâu. Chúng ta buồn biết bao khi tuổi trẻ đang góp sức tạo thành mùa xuân của xã hội, thì có một số thanh niên tự hủy hoại mùa xuân của chính mình. Chúng ta cần phải nghiêm khắc phê phán những con người đã để tuổi trẻ của mình bên góc phố, lề đường, trong các quán cà phê, bữa tiệc ồn ào, hay trong các thú vui vô bổ tầm thường. Và thật tiếc, còn rất nhiều thanh niên chưa có niềm tin vào bản thân mình, chưa biết vươn lên trong cuộc sống, chưa chọn cho mình một lý tưởng để theo đuổi, phấn đấu. Chính họ đã để ngày xuân của mình khô héo, tàn lụi, hay để nó trôi đi và cứ mòn mỏi dần. Tuổi xuân của họ lãng phí có nghĩa là mùa xuân của xã hội đã bớt tươi thắm rực rỡ. Thật đáng thất vọng biết bao. Nửa thế kỷ đã trôi qua. Hôm nay đọc lại, ta vẫn thấy lời Bác chân thành, sâu sắc. Bác nhắc nhở chúng ta phải biết tự rèn luyện, phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống để có tương lai tươi sáng. Bằng tài năng, ý chí, nghị lực của bản thân, chúng ta hãy biết sống có mục đích và lý tưởng cao đẹp, để tuổi trẻ của chúng ta thực sự là mùa xuân của xã hội.